Ok, xin chào anh em ha. Thì lô tô mô tô mới về đấy, mới về để phục vụ anh em ha. Thì xem coi cho anh em một cái, cho anh em biết cái dòng xe nó mới vào nhỉ, mới về nha. Mới về thì có Z300 đấy, GBX 200cc, rồi có CB190 nữa này đó. Có rất nhiều dòng khác ở ngoài đấy nha. Làm cái video trong này mà xong rồi đó mình ra ngoài mình làm nốt cái video cho anh em. Đấy, Z300 này, đẹp, rất đẹp luôn. Thì cửa hàng có GBX này, TFX và GSX, S150, TFX. TFX thì hiện tại cửa hàng cũng hơi ít nhá, còn hơi ít, còn có hai chiếc TFX kìa. Và GSX thì cũng còn khá là nhiều và GSXR thì cũng về rất là nhiều nha anh em. Đó. Tất cả xe 30 triệu à, cũng là tông hết trong đấy luôn, quả à, đấy lắm. À, trên này là từ 30 triệu trở lên, rồi quả ok đấy là rồi đấy. Thì hiện tại đang Nguyên đang mở một cái cửa hàng khác anh em, một cái dòng xe đó rỉa thì mình sẽ tập trung được một chỗ đấy đấy, có một chỗ khác để làm cái video khác để báo giá những dòng xe khác cho anh em ha. Đấy, thì hôm nay mình báo giá nó cho anh em, và có cái dòng xe hôm trước và hôm nay cũng mới về mấy con, mình làm báo hết cho anh em một lượt luôn à. Rồi báo cho anh em con TFX trước nha. Địa chỉ ở đây là 320 Lê Hồng Phong, Tân Nông Nghiệp, Gia An, Bình Dương nha anh em. Đấy, số điện thoại là 0975 787879. Nếu anh em còn có nhu cầu thì cứ liên hệ theo địa chỉ và điện thoại đó ha. Tại cửa hàng thì có giao lưu trao đổi với tất cả các dòng xe luôn nhá. Đấy. Rồi, anh em mua tại cửa hàng thì có hỗ trợ anh em rút hồ sơ nè, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nhá, và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em luôn. Đấy, rồi. Mình sẽ báo giá hết một lượt cho anh em nhá, có dòng xe cũ và cũng dòng xe mới về, mình báo lên một lượt cho anh em luôn. Nếu dòng bên này thì từ 150 này đến 750cc đó, tha hồ nhiều các loại cho anh em lựa chọn. Kiểu bên này là có dòng Next Buy này, và khi có dòng kiểu cà phê Leisure, cà phê Leisure à. Rồi ok, thì còn hai chiếc TFX, chiếc này thì đợt 2017 nha anh em, con này thì đang bán 52 triệu 500. Đấy, giá cũng rất là mềm luôn. Rồi, mình sẽ xem ô đô nổ máy cho anh em nghe thử máy ha. Con này thì lên bô rồi anh em. Đấy, lên cái bô AK Movic kìa. Rồi, máy thử cho anh em ha. Đó anh em. Đó. Đấy. Cái bô nghe cũng khá là ấm nha anh em. Máy móc thì rất êm ru luôn. Con này thì có lên kính gù nè, kính gù lên đèn trở sáng nè, kẹp điện thoại nè. Đó. Máy móc thì rất là êm luôn. 52 triệu 500. Đấy, từ 2017 có bao hồ sơ cho anh em luôn. Rồi, chiếc thứ hai. Chiếc này thì đời 2017 luôn. Con này thì giá mềm hơn, 49 triệu 500. Đấy, 49 triệu 500 thì cái con này đã lên phun xăng lửa cho anh em, lên lọc gió độ. Đấy. Đồ chơi của nó lên tay côn tay thắng Nissin. Đó, côn tay thắng Nissin nha anh em. Đấy, rồi sẽ xem ô đô nổ máy thử cho anh em ha. Nổ máy thử nè, con này đi 13.000 cây. Đó, con này là đỏ phun xăng lửa rồi anh em ạ. À, cái lọc gió của nó, lọc gió bôi tăng tốc á, nên mà nghe tiếng hút gió rất là mạnh luôn. Đấy, anh em nghe máy ha. Đó anh em ha. Đấy. Ok, đây con này thì đã đỏ lên rồi ha. Đó. Rồi, đến dòng GSX 150. Thì GSX thì hiện tại là vẫn có 5 con. Đấy.
Chiếc này thì đang bán 49.500, đời 2018 nha anh em. Đời 2018 vẫn là xài bô zin. Con này thì zin hết nha anh em. Bánh thì cũng rất là dày này, đĩa này. Xe còn rất là đẹp nha anh em. Ok. Xem Odo nó máy thử nào. Odo con này như đây. Set. Con này không set. Set cực coi. Con này mới đi 9.000 cây nhá. Đấy. Mới đi 9.000 cây anh em nhá. Đấy, xin nhan này. Mình thấy xin nhan kiểu à. Đấy, anh em thấy xin nhan không? Con này thì lên xin nhan LED nhá, không phải là xin nhan zin nhá. LED con này LED đằng trước sau luôn, rất đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Anh em thấy đèn LED của nó khá là sáng. Đó, máy móc rất êm nhá anh em. Đó, 49.500. Rồi. Chiếc này thì đời 2018 luôn. Con này thì 48.500 thôi. Đấy, và đã lên cặp phục của CB190. Rất đẹp luôn nha anh em. Đấy, anh em xem xe này nó lên phục này, còn xe zin này, phục rất nhỏ ha. Đấy, xe này thì lên phục nhìn nó rất là cứng. Cái con này trước mình có báo giá cho anh em một lần nữa ha. Đó, mình báo lại cho anh em, những em nào chưa biết này. Đấy, 48.500. Odo con này ha. Odo thì đi 32.000 cây. Đi 32.000 cây. Con này có yếu bình nha anh em ạ. Yếu bình xíu. Chiếc màu đỏ, chiếc này thì đời 2019 luôn. Con này thì cũng bán 48.500 thôi anh em. Đời 2019. Xe thì cũng nguyên zin, bô vẫn là bô zin nha anh em. Lên chống đổ nè, chống đổ đồ chơi. Ok. Trắng trước thì chưa có dấu hiệu mòn nha anh em. Lốp thì vẫn còn xài được. Odo con này xem ạ. Rồi con này thì đã hết bình rồi anh em ạ. Tháo bình được ạ. Chiếc màu đỏ. Chiếc này thì cũng đời 2019 luôn. Con này thì bán 48.500 luôn anh em. 48.500. Đấy. Màu đỏ vẫn là bô zin. Bô zin cứ lên thay cái tay bao tay thôi nhá. Odo 14.000 cây. Đã đi 14.000 cây. Đó, anh em à, máy móc thì rất là êm luôn. Anh em mua tại cửa hàng thì có bảo hành máy móc cho em 6 tháng nên anh em yên tâm. Đấy, con này cũng lên xin nhan đỏ rồi này, mình sẽ bật lên coi có đẹp không nào. Đấy, 48.500. Wow, con này lên xin nhan nhìn nó bán rất là lớn anh em ạ. Nhìn anh em nhìn thấy không? Rất là chi là sáng luôn đó. Đó, bán xin nhan con này rất là to luôn. Ok, máy móc rất êm. Rồi. 48.500. Yeah. Con này thì đời 2019 luôn. Con này thì 49.500. Xe rất là đẹp luôn nha anh em. 49.500. Xe đẹp. Mâm bánh nha, bánh lốp cũng khá là dày. Thắng đĩa thì chưa mòn nha anh em. Đèn xi nhan thì vẫn còn zin, tất cả đều zin, xe này zin hết nha anh em. Odo 12.000 cây. Đấy, mới đi 12.000 cây thôi. Mới đi 12.000 cây. Đấy. Máy móc êm ru nha anh em. Máy móc rất êm luôn. Rồi, ok. Rất là êm. Rồi, tiếp theo là con này của con này là GPX Legend 200cc. Đấy. Một chiếc 200cc của GBX. Con này nó trang bị kiểu dáng cà phê laser. Đấy, trang bị bánh bánh đúc nha anh em.
Đấy, mâm đúc nè, trước sau luôn, trước sau là mâm đúc, đi bánh trước là đi 2 thắng đĩa, 2 thắng đĩa đến trước, bánh sau là 1 thắng đĩa nha anh em. Thì bô này thì là bô đổ rồi nha anh em. Đấy. Con đời 29 luôn, con này thì đang bán 49.500, 19.500. Con xe rất là đẹp, kiểu dáng cà phê laser. Anh em xem xem. Okay, khá là đẹp luôn. Xem nổ máy thử cho anh em. Đấy, Odo đi 14.000 cây. Rồi, con này hơi khó nổ xíu. Các cái hết xăng đó. Đây, con này hết xăng nha anh em, 200cc. Con này 49.500 nhé. Đến dòng 300cc thì con 300cc này Z3 nha anh em, Z300 đời 2017. Con này đang bán 93.500 đó. 93.500 nhé anh em. Đó, 3.500, bô vẫn là bô zin, có lên cây chống đổ này ha, xe rất đẹp nha anh em. Đó, xe màu xanh đen. Đấy. Cái dòng 300cc của Z3 này thì nó là trang bị động cơ 2 máy. Đấy. Và trang bị ABS trước sau. Đấy. Rất là đẹp luôn. Xem Odo nha. Đấy. Xe rất đẹp luôn. Odo con này đi 12.000 cây, 12.939 cây. Đó nha. Đó, mới đi 12.000 cây. Xe này trước sau đều là nguyên zin nhá anh em, chưa thay đổi thiết kế nào trong xe, chỉ có lắp mình cái đồ chống đổ thôi. Đó. Máy móc êm ru nhá anh em. Thì con này nó vẫn xài là bô zin nên mà tiếng máy nó nghe rất là hầm. không giống như con xe khác, nó đổ cái những cái bô đổ nó nổ rất là ghê nha anh em, máy móc rất êm luôn, êm ru à. Đó, ok. 93.500 đó, đến dòng 300cc mà dòng nó thấp tiền hơn là Bentley 302 thì con này đời 2015 đang bán 65 triệu. Chiếc này nó cũng nguyên zin nhá anh em, bô vẫn bô zin này, bô dưới gầm, bô zin. Và cái dòng 300cc của Bentley thì nó trang bị 2 đĩa, hình chiếc là 2 đĩa, hình chiếc 2 đĩa nha, thuộc upside down, cũng bị trang bị động cơ 2 máy. Đó anh em, nó thua còn những dòng Z3 này thì là có ABS thôi, động cơ nó vẫn là 300cc. Đấy. Cái này có lên đồ chơi gì mà người cũng không lên đồ chơi gì mấy, lên cây tay thắng đổ thôi, đồ chơi ha nha. Odo con này đi 19.000 cây, đã đi 19.000 cây nha anh em. Đó, đi 19.000 cây. Chậm nổ máy thử cho anh em ha. Đấy, máy móc êm ru nha anh em. Tiếng máy của Bentley nghe rất là phê luôn. Đấy, rồi. Giá chỉ có 65 triệu nha anh em. Đấy, đời 2015. Xe nguyên zin, cực đẹp luôn. Rồi, ok. Tiếp theo là một con Z3 đấy anh em ạ. Hiện tại thì cửa hàng có 2 con Z3. Z300. Con đời 2016 nha anh em. Con này 2016. Đó, con kia đời 2017, con này đời 2016 này. Con này thì chỉ có 90 triệu thôi. Đó, Z3 ABS. Cũng là xe zin. Con này thì cũng là xe zin nha anh em. Bô vẫn là bô zin, chưa đổ chế gì hết nha anh em. Đấy, xe khá là đẹp. Bây giờ mô đồ nổ máy thử cho anh em ha. Với máy móc thế nào. Odo 22.000 cây. Rồi, con này hết bình luôn à. Hết bình luôn anh em ạ.
này muốn nó hết bình nhỉ, muốn nó hết bình đó, còn đó muốn hết bình nha anh em ạ. Đó, để sạc bình lên để nổ máy nha anh em. Đó rồi, con CB190, con này thì cũng mới về luôn này, con đời 27 nha anh em, con này bán 54.500.000. Xe khá là đẹp luôn đó nha, con này thì vẫn còn nguyên zin, chưa đổi chế gì luôn, bô vẫn là bô zin nha, trước sau đều zin, xe rất đẹp nha. Đó, những việc kia là còn rất là mới luôn, thắng đĩa chưa mòn gì hết á. Xe mô đô hả? Đấy. Rồi, ô đô, ô đô mới đi 2.000 cây nha nha. Đó, xe rất là mới luôn, đẹp luôn ha. Đó, máy móc êm ru nha anh em. CB190 2017. Đó, xe cực đẹp luôn. Đấy, màu đen bóng, lốp liệt thì còn rất là đẹp nha anh em. Đó, máy móc rất êm. Đó, 54.500.000 anh em. Rồi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo con này thì phân phối lớn hơn. Con này thì 750cc này. Đó, hãng Aprilia đời 2012 nha anh em. Con này nhập hai con chính ngạch nha anh em. Đấy. Rồi. Đang bán 127.000.000. Đấy, xe rất đẹp luôn. Con này thì đang chuẩn bị trang bị động cơ hai máy. Hai ống xả anh em, ống xả trước này và ống xả đằng sau. Giống chữ của con Ducati nha anh em. Xe cực đẹp luôn. Máy lốc rất bự luôn nha anh em. Cái thùng xăng này, thùng xăng nó cũng rất là lớn luôn, chắc phải cỡ 20 lít. Đó. Rồi. À. Rồi, anh em xem nào. Chiếc của nó cũng trang bị phục upside down. Đó, upside down ha. Và trang bị hai thắng đĩa trước. Đó. Con heo của nó cũng Aprilia luôn. Đó. Thì con này nó đi cây bô, hai cây bô trên đuôi nha anh em, hai cái nòng trên trên chỗ biển số đèn hậu luôn. Đó, rất là ngầu. Đây là mẫu phân khối lớn nhất tại cửa hàng luôn. 750cc, ô đô 27.000 cây. Đó, 27.000 cây nha anh em. Máy móc thì nổ rất là lực luôn đó anh em. Tiếng máy nó rất giống tiếng máy của Ducati đó anh em ạ. Đó, tay thắng tay côn là bằng dầu luôn đó anh em. Đó, thắng côn là hai mới bằng dầu hết. Đó, ok. 127.000.000 cho một điểm 750cc. Đó, nhập máy quan chính ngạch luôn nha anh em. Ok, thì tiếp theo là Benelli 600. Đấy, Benelli 600, kiểu dáng của nó rất là hầm hố, y như Z1000 luôn anh em ạ. Con này nó trang bị động cơ là 4 máy nha anh em. Đấy, 4 máy này, 4 hồng xả ra này. Đó, rất là khủng khiếp. Và nó trang bị này, cặp phục upside down rất là lớn luôn. Đó, lớn khủng khiếp, to hơn 302 nha, và to hơn cả con Aprilia này nè. Thì đĩa trước là cũng trang bị hai thắng đĩa, con heo là cũng của hãng Bentley luôn. Con này thì lên cây bô Austin gì đó, Austin Racing gì đó, mình cũng không rõ cái tên này lắm. Ok, là chống đổ nè, đèn trở sáng nè, 600 của Bentley. Đó, thùng xăng con này cũng rất là bự, có phải trang bị được 20 lít nha anh em, đi 12.000 cây. Đó, đi 12.000 cây. Đó, lên cùng tăng tốc Domino. Đó, xe rất hầm hố luôn nha anh em. Đó, tiếng máy thì nghe khỏi bên nói luôn, rất hay luôn, y nhất 1.000 luôn nha anh em. Đó,
Đó. Tiếng gầm như dắt 1.000 luôn. Ok. Máy móc thì rất êm nhá. Đó. Hiện tại cửa hàng đang bán con này là 115 triệu. Đó. Con này 2014 nhá anh em. Xe cực đẹp luôn. Đó. Bentley 600. Đó. Ok. Còn chiếc ngoài này, ngày này một chiếc nữa là chiếc này gì đây? À, con này là Kawasaki Busa. Đấy là hãng Kawasaki liên danh với hãng Busa của Ấn Độ nhá. Lên tay thắng tay côn Rambo. Đó. Đồ chơi ha. À. Ok. Tay thắng tay côn đồ chơi. Con này thì đời 2016. Đó, 2016 đang bán 44.500. À. 44.500. Một âm 200cc. Đó. Rồi. Xem con này ha. À, con này nó đèn nó đổ lên hơn. Đấy. Mình xem ô đô con này này. Đấy, ô đô là đi 16.000 cây. Đó, đi 16.000 cây nha anh em. Đấy. Con này thì nó cũng đi là bô zin nhá anh em. Đấy, bô zin. Con này bô zin là bút dưới gầm luôn. Đó. Con này nó hãng Deezer. Con heo hãng Deezer. Đấy, máy móc êm ru nhá anh em. 44.500 một em 200cc. Đấy, hãng Kawasaki và quán Busa của Ấn Độ liên danh. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ kết thúc cái video tại đây, thì mình sẽ làm cái video khác để báo giá cái dòng xe khác cho anh em nhé. Hiện tại cửa hàng thì có trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Nếu anh em nào quan tâm thì tới xem xe hoặc trao đổi xe nhé anh em. Tại cửa hàng thì có rất nhiều dòng xe khác để cho anh em lựa chọn, từ 125 này đến 300cc và lớn nhất là 750cc. Đó, anh em ha, tất cả là đủ loại xe để cho anh em lựa chọn, từ xe ra rỉa đến hàng cao cấp hơn cũng có. Đó. Địa chỉ là 320 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Gia An, Bình Dương nhé anh em. Điện thoại 0975 787879. Nếu anh em nào đang quan tâm tới dòng mô tô thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật video mới nhất của mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.